Clear. Cuối cùng thì sau một thời gian dài nghỉ chiếu, đủ để mà mình làm một video phân tích quá đà một câu đùa, thì Zero One đã trở lại với sự xuất hiện của nhân vật là boss cuối mà cũng chưa chắc đã là boss cuối, đó chính là Commander Arc Zero. Và với màn debut cực kỳ kinh khủng thì liệu Arc Zero có gì đặc biệt? Ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay, sức mạnh Commander Arc Zero. Đầu tiên là về phần chỉ số, Commander Arc Zero có chiều cao là 196cm và khối lượng là 122,4kg. Với lực đấm là 47,6 tấn, lực đá là 96,3 tấn, lực nhảy là 73,1 mét và tốc độ chạy là 100 mét trên 0,8 giây. Giáp ngực của Arc Zero có khả năng xuyên thấu vào bất kỳ thiết bị hay human gear nào bằng cách sử dụng thiết bị đầu cuối, Worm Terminal và các dây cáp Restore the Cable, tạo ra một đường dẫn để thao túng human gear và thông qua đó tăng tốc độ truyền thông tin và dòng năng lượng của human gear bị điều khiển. Việc này có nghĩa là không những có thể hack được human gear khác như những rider của máy Super Genrai, mà Arc Zero còn có thể cường hóa tốc độ phản ứng và khả năng chiến đấu của human gear đó. Bên cạnh đó, bộ đồ bao phủ hoàn toàn cơ thể Arc Zero mang Zero Sector, được làm bằng kim loại hình thành nên giáp của Metal Cluster Hopper, được tối ưu hóa ở thể lỏng. Nhờ việc này mà bộ đồ vừa duy trì được sức phòng thủ và độ bền song song với cả độ linh hoạt, nên là cái đống nhầy nhầy mà bạn thấy Arc cho bay lơ lửng để dùng để tấn công, dùng để biến hình, dùng để làm nhiều việc chính là Hidden Metal, nhưng cứng hơn, mạnh hơn và linh hoạt hơn. Và để nhắc cho các bạn, Hidden Metal có độ cứng gấp 1,6 lần bộ giáp của Zero One, vốn đã cứng hơn kim cương, và đây là phiên bản tối ưu hóa, linh hoạt hơn và mạnh hơn của nó. Hai tay và chân thì được bao phủ bởi các cáp nguồn M-Strings, được kéo dài từ bộ giáp giống như dây thần kinh của con người, nhờ đó có thể khiến cho lực chiến và vận động của human gear bị kiểm soát vượt quá giới hạn. Chân của Arc Zero có mang bộ chứa năng lượng Zero Annihilator, có vai trò lưu trữ năng lượng từ Arc Zero Driver, và khi kích hoạt đòn tất sát thì thiết bị này sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh cực lớn bằng cách xả toàn bộ năng lượng được ngưng tụ cùng một lúc vào mặt kẻ thù, tạo ra một đòn tất sát với lực chiến cực mạnh. Phần giáp ở đùi cũng mang trong mình một thiết bị mang tên Column Generator, có khả năng điều khiển điện tích, qua đó tạo ra một rào chắn năng lượng trên toàn bộ bộ giáp. Chú ý là toàn bộ cơ thể của Commander Arc Zero, không phải là mỗi cái đùi đâu. Và có khả năng đẩy các đòn tấn công của đối phương. Có lẽ điều này giúp cho Arc Zero có khả năng hít tận 4-5 đòn tất sát vẫn bình chân như vậy. Có thể tạo ra lực hấp dẫn bằng cách đảo ngược trường đẩy trên toàn bộ cơ thể. Bên cạnh đó thì tay cũng được trang bị chức năng có thể tạo ra bất kỳ vũ khí nào bằng cách vật chất hóa dựa theo dữ liệu đã có sẵn. Hơn nữa thì thiết bị này cũng bổ sung cho thiết bị pháo hạt nặng ở tay, lấy năng lượng từ giáp vai. Đôi giày của Arc cũng bá chẳng kém gì phần tay. Khi mà đòn tất sát được kích hoạt thì một trường Anti-Annihilation sẽ được mở rộng. Trường Anti-Annihilation là gì? Mình thú thực là mình cũng không rõ lắm, nhưng mà mình sẽ đi vào cụ thể sau. Mà chỉ cần biết là nó có khả năng biến vật cản xung quanh thành năng lượng cho cú đá, qua đó vô hiệu hóa mọi khả năng phòng thủ vật lý, đồng thời tăng sức mạnh cho đòn đá. Các máy gia tốc hạt siêu nhỏ được lắp ở cả hai bên vai, qua đó nó sẽ có khả năng tách các hạt proton và electron, tăng các hạt lên tốc độ cận ánh sáng để cung cấp năng lượng cho pháo hạt nặng ở tay đã được nhắc đến ở trên. Và bây giờ thì ta sẽ nhắc đến cái trường Anti-Annihilation. Trong cấu tạo của Arc Zero Driver có một lò phản ứng mang tên này, hay là dịch ra là lò phản ứng chống sự hủy diệt vật chất, phản vật chất. Mình cũng không hiểu lắm. Bạn chỉ cần biết là nó tạo ra một nguồn năng lượng thuần khiết ngang với tận 8 con Giga. Và chiếc Driver này vẫn chưa hết chức năng đâu. Không những mang trong mình Idea Booster với khả năng hỗ trợ tính toán và xử lý một lượng công việc lớn kết nối với một mạng network, lõi của chiếc Driver, hay chính là lõi của Arc, có khả năng phân tích một lượng thông tin lớn trong thời gian thực và đưa ra cả 100.000 những kết quả tiềm năng có thể xảy ra trong tương lai dựa theo lượng thông tin đó. Nghe như vậy là kinh khủng rồi phải không? Nhưng không, Arc Zero vẫn còn khả năng nữa cơ. Phần giáp ở đầu không những tối đa hóa sức chiến đấu vượt quá giới hạn của Human Gear biến thành Arc Zero và hack Human Gear như những thành viên khác, Arc có thể hack cả con người nhờ việc gây ảnh hưởng đến sóng não cũng như tất cả các thiết bị điện tử. Điều này được vận dụng cách tối đa, khiến cho ở trong tập vừa rồi Arc Zero là một quả không có gì Haki Bá Vương, toàn bộ con người gục ngay lập tức. Và nhờ khả năng điều khiển các thiết bị điện tử, Arc sẽ có được tất cả thông tin từ mọi camera,
Human Gear và vệ tinh ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhờ đó mà Ark sẽ có tầm nhìn và tầm nghe gần như là cả quả địa cầu. Vâng, chúc may mắn chạy khỏi Ark. Và nếu như chỗ trên chưa đủ chứng minh sức mạnh của Ark Zero, thì ta hãy cùng đến với phần tính toán sức phòng thủ của Ark Zero. Trong tập 36, sau khi ăn châu chấu vào mặt và Final Strike của Metal Cluster cùng với cả Element Rampage, vốn gồm lửa 1.800 độ của Tiger, băng độ không tuyệt đối của Bear và độc phân hủy mức nguyên tử của Sting Scorpion, và vẫn sống tốt và khỏe mạnh bình thường. Điều đó cho bạn thấy khả năng phòng thủ của Ark Zero kinh khủng thế nào. Và với một form nữa tiến hóa từ Ark Zero, thì mình không hiểu là không hai có cái gì để mà đối mặt được với Ark Zero nhỉ. Nhưng mà ngoài ra thì Ark Zero không phải là Kamen Rider mới xuất hiện duy nhất, còn có thêm ở Kamen Rider Naki mới xuất hiện ở tập vừa rồi, với thiết kế mà mình rất thích. Tiếc là thiết kế đẹp vậy nhưng mà giáp của Naki thì gần như giống đến 99% những rider khác dùng Fox Racer của Metsubo Jinrai, ngoại trừ đây là rider với tốc độ cao và khả năng sử dụng gió, tuyết các thứ. Vậy nên là mình sẽ để phần chỉ số của nó ở đây. Ngoài ra thì Jin chạy với tốc độ ngang với cả một viên đạn dù không cần phải biến hình. Thouser cân 3 nhưng vẫn phế, nó không có cái Thouser Jacker. Vậy yeah, đấy hết video rồi. Nếu bạn thấy hay, like, subscribe. Xin lỗi các bạn vì dạo này mình không đăng video, nhưng vì năm tới là một năm quan trọng ở đời mình nên bạn cứ làm quen chuyện này đi. Vậy yeah, bye.